Nam Mô Bích Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Samma trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn Phong Đan, Hoa Nguyệt và Đạo Tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn bài 19 Tâm Si Mohamulacitta sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Dạ. Con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức. Cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Dạ cảm ơn Phong Lan cho Nhật Bình biết được tín hiệu.
Con thành kính đảnh lễ Ngài Tỳ Siêu, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma Tỳ Kheo Giác Đẳng Biên Soạn, bài 19 Tâm Si Mohamula Chitta sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng dạy. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư thành phần đệ tử Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, tâm bất thiện là một loại tâm vô tình hảo, không tốt, thuộc tâm thuộc giới. Tâm bất thiện này là do đêm ba căn bất thiện tham sân si tạo nên. Căn tham đi với căn si tạo tâm tham, căn sân đi với căn si tạo tâm sân, và căn si nó đi độc lập một mình, tương ứng với hoài nghi, được gọi là tâm si hoài nghi. Và căn si độc lập một mình nó tương ứng với trào cử, thì nó tạo ra cái tâm si phóng dật hay si trào cử. Ở trong tâm bất thiện thì tâm tham, tâm sân nó nguy hiểm hơn là tâm si. Mặc dù nó được gọi là tâm si là bởi vì nó chỉ có một nhân, một căn là căn si tương ưng thôi. Tham cũng có si, si căn, sân cũng có si căn. Nhưng mà tâm tham thì nó ngoài căn si thì nó còn có căn tham. Tâm sân thì ngoài căn si nó có căn sân. Cho nên nó tới hai nhân, hai căn bất thiện. Thành thử ra chúng ta phải hiểu rằng không phải tham sân si rồi chúng ta nói si nó mạnh hơn vì khó trừ khó diệt gì đó. Ở đây thưa quý vị, trong thắng pháp Abhidhamma trình bày một cách rõ ràng. Ở đây khi mà nói như vậy đó là khi mà nhận định về phiền não kìa, phiền não tham, phiền não sân, phiền não si thì mới cái phiền não si nó mạnh, nó dài hơn cái phiền não sân, phiền não tham. Còn khi nói đến tâm bất thiện thì ở đây chúng ta có tâm tham, tâm sân, tâm si thì tâm si nó yếu hơn tâm sân và tâm si. Tâm tham và tâm sân. Hôm nay giáo trình Thắng Pháp ở với tâm, bài học về tâm si sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng trình bày giảng giải. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh Quan Hỷ đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng giảng sư trong ngày.
sẽ thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xá thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ cảm ơn đạo tràng cho nhật mình biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn. Bài 19. Tâm si mô hạc ngu là chích tá. Tâm si mô há chích tá được hiểu là tâm có chất liệu khiến sự nhận thức mê mờ không chính xác. Thắng pháp Abhidhamma nêu rõ sự khác biệt giữa tâm ly trí không có trí tuệ và tâm si đi với thuộc tánh si ám. Có thể thí dụ tâm ly trí giống như trong một căn nhà bình thường, lúc nào đó không có người tài năng xuất chúng nhưng vẫn có thể tồn tại bình thường. Còn tâm si giống như trong nhà có người hay làm việc dại dột, có thể tạo nên nhiều thứ bất thường như tai họa chẳng hạn. Tâm si và thuộc tánh si, tất cả tâm si đều có thuộc tánh si và rõ hơn là bốn thuộc tánh si phần. Thế nhưng vai trò của thuộc tánh si lại có mang tính cách đặc biệt hơn tâm si. Nếu so với tâm tham, sự dính mắc với cảnh, hai tâm sân, sự khó chịu đối với cảnh, vì hai tâm si tương đối trong tình trạng bị động với thọ xả. Trong lúc thuộc tánh si chính là vô minh, avijja, có mặt trong tất cả tâm bất thiện và chi phối tất cả hành động tạo tác thiện ác, tạo nên quả luân hồi. Rất cần thiết để phân rõ sự khác biệt giữa tâm si và thuộc tánh si. Hai tứ tâm si. Thắng pháp Abhidhamma nêu hai thứ tâm si. Một, tâm si nghi hoặc thọ xả, Upekkha Sahagatang Vichikicca Sambhavyuttang. Hai, tâm bị dao động thọ xả, Upekkha Sahagatang Uddhaccha Sambhavyuttang. Tâm si nghi hoặc Vichikicca Sambhavyuttang là trạng thái tâm trụ trừ, có lẽ chính xác nhất là chữ lừng khừng. Trong cách nói bình thường, có thể thí dụ như một người cầm một thực đơn viết bằng thân không đọc được, thay vì chọn một thứ hay đứng dậy đi nơi khác tìm thức ăn mình biết hơn, thì cứ ngồi đó lật qua lật lại không biết chọn món nào, mặc dù có đọc thêm 10 phút trong sự lưỡng lự cũng không giúp ích gì. Phải lưu ý ở đây, thứ nhất, nhiều bản dịch gọi là tâm si hoài nghi. Chữ hoài nghi không nhất nói chính xác ý nghĩa của tâm si này và cũng không hẳn là bất thiện. Nghe một người hay nói dối, chuyển thông tin gì đó nên thấy hoài nghi, hay hồ nghi. Trạng thái đó không gọi là tâm si nghi hoặc mà chỉ là sự không cả tin đối với điều đáng cân nhắc. Cũng có thể là thứ trí tuệ. Chính vì vậy giáo trình này được chọn chữ nghi hoặc. Thứ hai, nhiều quyển sách và giáo trình định nghĩa tâm si nghi hoặc là sự hoài nghi tam bảo, hoài nghi nghiệp báo, hoài nghi tam thế, vân vân. Định nghĩa như vậy rất hạn hẹp. Một người không biết gì về tam bảo, nghiệp báo, luân hồi nên chưa bao giờ có hoài nghi gì, nhưng không có nghĩa là không hoài nghi. Những nghi hoặc về tam bảo, nghiệp báo, luân hồi là tâm si nghi hoặc, nhưng tâm si nghi hoặc không phải chỉ có chừng đó. Tâm si dao động, Uddhaccha-sambhavyutta là tâm bị nhiễu loạn trước cảnh, thí dụ như trong một gia đình thiếu kiến thức, tiền bạc, thân thế. Khi gặp chuyện lớn hay nhỏ thường lao xao, thiếu sự điềm đạm, vững chãi. Ngữ và nghĩa. Chữ Uddhaccha được Ngài Tịnh Sự dịch là phóng dật.
Hòa Thượng Minh Châu dịch là Trạo Cử. Từ ngữ phóng vật trong chữ Hán, dù là cổ văn hay kinh văn, đều mang ý nghĩa là sự buông thả, giải đãi, dễ ngươi, đôi khi cũng gọi là dễ vui. Từ ngữ phóng vật được Hòa Thượng Minh Châu dùng để dịch cho thực ngữ Ba Ma Đá. Ngài Tịnh Sự giải thích hai chữ phóng vật và Trạo Cử dịch theo chữ nghĩa dụ. Phóng là ném, vật là tung, giống như đống tro bị hòn đá ném vào tung tóe tro bụi. Trạo Cử là mãi chèo khua động khiến mặt hồ dao động. Rất tiếc không tìm thấy được định nghĩa này ở trong các sách đã học. Cả hai đều chỉ cho dao động, một từ ngữ quen thuộc, vì vậy nên chọn chữ này. Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều trường hợp chúng ta thiếu kiến thức về nào đó. Khi nghe ai nói tới đề tài liên hệ thì hiểu một cách mơ hồ. Cái đó không phải do tâm si, hai người như vậy không phải là người u mê. Có những lúc tâm không có trí tuệ, nhưng không phải là tâm si như nước thiếu chất khoáng nào đó. Tâm si giống như nước bị mờ đục vì pha bùn, rất khác với nước trong mà thiếu chất khoáng, vân vân. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Tâm si thường được hiểu là sự u mê, thiếu trí tuệ. Định nghĩa như thế có thể không đúng theo thắng pháp. Đó là tâm mờ đục vì nghi hoặc hay dao động. Câu chuyện sau đây trích từ quyển Cổ Học Tinh Hoa của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và từ An Trần Lê Nhân là một thí dụ nên cẩn trọng với đề tài này. A Lu là một tên tiểu đồng nhà ông Chu Nguyên Tố. Nó thật là ngây ngô, không được việc gì cả, và ông Nguyên Tố vẫn nuôi nó suốt đời. Lúc ông bảo nó quét nhà, nó cầm chổi quanh quẩn suốt buổi mà không sạch được một cái chuồng con. Con sai, sạch được một cái buồng con. Ông giận, mắng, thì nó quăng chổi xuống đất, lẩm bẩm nói: ông quét giỏi thì ông phiền tôi làm gì? Khi ông đi đâu vắng, sai nó chực ngoài cửa. Dù khách quen đến, nó cũng không nhớ tên, nhớ được tên ai. Có hỏi thì nó nói, người ấy lùn và béo, người ấy gầy mà lắm râu, người ấy xinh đẹp, người ấy tuổi tác và chông gậy, vân vân. Đến lúc nó liệu chừng không nhớ rễ thì nó đóng cửa lại, không cho ai vào nữa. Trong nhà có chứa một ít đồ cổ như chén, lọ, đỉnh, đơn. Khách đây nó đem bày ra cho xem. Lúc khách về, nó lén đến gõ các thứ ấy mà nói, những cái này có khi bằng đồng mà sao nó đen xì lại như thế này. Rồi nó chạy đi lấy cát, lấy đá, lấy nước để đánh. Nhà có cái ghế gãy chân, ông sai đi chặt cành cây có trạc. Để chữa lại thì nó cầm búa, cầm cưa đi khắp vườn. Hết ngày về nó chìa hai ngón tay làm hiệu mà nói, cành cây có chạc đều chỉa trở lên cả, không có cành nào mọc chút xuống đất. Cả nhà ai cũng phải phì cười. Trước sân có vài cây liễu mới trồng, ông sợ trẻ láng giềng đến nghịch hỏng, sai nó trông nom giữ gìn. Đến lúc nó vào ăn cơm thì nó nhổ cả cây lên mà cất đi một chỗ. Công việc nó làm nhiều chuyện đáng bật cười như thế cả. Ông Nguyên Tố là một người viết chữ chân tốt mà vẽ lại giỏi lắm. Một hôm ông hòa phấn với mực để vẽ, thấy A Lưu đấy, nói đùa với nó rằng, mày có vẽ được không? A Lưu đáp, khó gì không vẽ được. Ông bảo vẽ thì A Lưu vẽ nét đậm, nét nhạt, nét xa, nét gần, như người xưa nay vốn đã biết vẽ. Ông thấy vậy thử luôn mấy lần, lần nào A Lưu vẽ cũng được như ý cả. Từ bây giờ ông dùng đến A Lưu luôn.
không lúc nào mà rời ra đi ra nữa. Sao A Lưu nổi tiếng là một nhà danh họa, những điểm cần nhớ. Tâm si là thứ tâm mờ đục nên không nhận rõ sự việc. Có hai thứ tâm si là tâm si nghi hoặc và tâm si dao động. Hai tâm si không có vai trò sâu rộng như thuộc tánh si, tức vô minh. Minh họa tâm si trong biểu đồ chư pháp. Dạ, xin quý vị vào link của Buddha Thâm Má để vào xem bản đồ chư pháp, hoặc là vào Zoom sẽ thấy. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là tâm sân, bài học tiếp theo là tâm thiện đa nhiệm. Nam mô Bích Tha giá và bánh chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong Zoom thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá, con kính dâng mít đến sư. Dạ, được ý thấy sư đoàn ngày xưa đưa tay ở trong phong thoát à, không biết sư đoàn có điều gì để nói không? Nếu có, xin trình sư đoàn sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay. Dạ, có mặt tại hạn, dạ, có mừng. Nam mô Bích Thái gia. Kính đảnh lễ thì tập tài sư, đảnh lễ chư, tổng đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về tâm si. Nói về con số thì là 200 ở trong số 12 trong bất thiện. Nhưng mà nói về thể loại thì đây là một trong ba thứ tâm bất thiện. Hai tâm bất thiện mà chúng ta học vào trước hết là tâm tham và tâm sân. Và hôm nay về tâm si. Tâm si là một trạng thái tâm có thể kinh mê mờ, một trạng thái tâm mà nó có những cái chất liệu vẫn đục làm cho chúng ta không có suy nghĩ sáng suốt, tinh sát, thấy rõ vấn đề. Nếu người nào mà đọc ở trong bài học thì sẽ thấy rằng chúng tôi đặc biệt chú trọng đến sự khác biệt giữa thuộc tính si và tâm si. Và ở trong rất nhiều trường hợp tương tự cho chúng ta thấy rằng tại sao mà ở trong Thánh Pháp đặc biệt đề cập đến tâm và thuộc tính. Nói theo Hán Tạng đó là tâm vương và tâm sở, tại sao phải phân chia như vậy? Thì đây là một trường hợp cho chúng ta thấy lý do rõ ràng tại sao mà có sự khác biệt. Khi mà nói về thuộc tánh si và kể cả bốn cái si phật gọi là cái thuộc tánh bất thiện biến hành là si vô tàm vô quý vô trực thì có mặt ở trong tất cả các tâm si. Và si và cái thuộc tánh si đó ở trong kinh vừa là vô minh cũng như thuộc tánh tham gọi là ái dục, thì như chúng ta học trong giáo lý duyên khởi, cái vai trò vô minh là một cái vai trò căn để nó khiến cho tất cả những hành động dù thiện hay bất thiện đều tạo quả, và quả đây là quả luân hồi sanh tử, nghiệp quả phiền não. Vô minh mà được hiểu theo thôn tánh của
si mà tự hiểu thuộc tánh của si là vô minh, thì cái vai trò và ảnh hưởng nó vượt xa tất cả những gì chúng ta nghĩ. Nhưng mà riêng về tâm tâm si, hay tâm si ở đây là không phải là tâm si nghi hoặc, là tâm si dao động, thì tương đối là một cái phạm vi nhỏ hơn, đơn giản hơn là thuộc tánh si. Về điều này khi mà chúng ta học vào phần thuộc tánh của tâm, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Thì thứ gì chúng tôi cũng cố gắng để minh định rõ một điều về cái quan niệm thực thức một người không có trí tuệ là người u mê. Nhưng mà trong thánh thì không có nói như vậy. Khi nói về tâm, có nhiều thứ tâm nó không có hợp lý hay không có tương ứng trí tuệ, nhưng mà tâm đó không nhất thiết là đi với sinh. Chúng tôi lấy cái ví dụ là cũng là nước trong để uống, nhưng mà có những nước nó có nhiều chất khoáng, có những nước ít chất khoáng hơn. Lấy một ví dụ là một loại nước mà chúng ta uống và ngày nay vẫn rất là đắt tiền, được người Pháp sản xuất là nước Perrier, cũng là nước suối. Nhưng mà có những nước suối ở những cái nơi khác sản xuất nó có ra, nhưng cái vị nó không có giống như cái vị Perrier. Vì lý do là ở trong nước Perrier nó có một số cái chất khoáng mà không có ở những nước khác. Mặc dù chúng ta đưa lên những điều trong giống nhau, thì cái sự thiếu đi một số chất khoáng nào đó làm cho cái vị nó khác đi, khiến cho cái tác dụng về sức khỏe nó khác đi. Cái đó chúng ta đã được tạo ví dụ như là có trí tuệ hay là không có trí tuệ. Nhưng mà ngược lại, khi mà nói đến tâm si ấy, thì nó không giống như trường hợp là nước thiếu chất khoáng, mà thay vào đó thì chúng ta nói rằng nó là một thứ nước mà bị vấn đục, như là bị pha bùn, pha màu hay có rong rêu. Khi nước bị pha màu bùn thì chúng ta không nhìn thấy xuyên được, nó không có sáng. Thì si là chất liệu, là si thuộc tánh si, nó là cái chất liệu nó làm cho chúng ta mê mờ. Nhưng mà đặc biệt là cái trong tâm si thì có hai cái thuộc tánh nổi bật, một là hoài nghi, hai là dao động. Thì chúng tôi không dùng chữ hoài nghi ở đây, mà chúng tôi dùng chữ nghi hoặc. Tại vì trong cái cách nói thường thức ở bên ngoài, chữ hoài nghi hay là hồ nghi đó, nó không nhất thiết là xấu. Như trường hợp là mình ở gần một người, mà người đó họ nói chuyện đó, họ hay phóng đại, hay nói quá. Chúng tôi có quen với một vài người đó, họ có cái tật là ví dụ như họ đề cập đến một người nào đó bị bệnh, bệnh nhẹ họ nói bệnh nặng, bệnh nặng thì họ nói hấp hối. Mà chúng tôi bị nhiều lần lắm, và cái cách nói người đó luôn luôn phóng đại. Thành ra khi mà người đó cho chúng tôi hay rằng có một người quen, có người nào đó bị bệnh đó, thì chúng tôi cũng nghe là ghi nhận như vậy, mà chúng tôi phải đi hỏi lại. Chứ thay vì nghe đó có người một vị nào đó mà bị đau nặng hấp hối đó, mà chúng tôi không có tin liền, thì điều đó đó là một cái sự cẩn trọng, một cái sự chúng ta gọi là đôi khi nó có một cái sự hoài nghi, là không biết người đó họ nói họ có phóng đại hay không. Thì cái sự hoài nghi đó không phải là hoài nghi bất kỳ. Như vậy chính xác cái nghi hoặc ở đây là gì? Chính xác ở đây đó, đó là một cái trạng thái lưỡng lự, phân vân, trù trừ. Mà cái lưỡng lự phân vân trù trừ này đó, nói cho rõ hơn là trong cái văn nói của chúng ta, chúng ta dùng cái chữ mà chúng tôi không biết người ở miền ngoài có xài không, mà ở trong miền Nam thì dùng chữ lưng khừng. Lưng khừng tức là
một cái thói quen hay là một cái trạng thái mà nó không quyết đoán được, nó không quyết định được cái gì hết á, nó cứ cần trù trừ vậy đó. Dạ. Thì thứ gì rất nhiều trường hợp trong đời sống mà chúng ta có thể dùng một số các thí dụ để nói về cái tâm tâm linh này. Ở đây chúng tôi đưa ra một thí dụ là đôi khi chúng tôi đi với quý Phật tử đi sang Âu Châu chẳng hạn, hay là đi sang Á Châu. Thì sang Âu Châu thưa quý vị, có rất nhiều nơi ở trong nhà hàng họ không có thực đơn nữa, mà thực đơn của họ toàn cái Đức hay chữ Ý. Thì đôi khi nó rất cái chữ viết rất là xa lạ, ngay cả như chữ Hy Lạp chẳng hạn, họ đem ra thì cầm cái thực đơn lên mà đọc tới lục lui thì mình biết rằng mình đọc không được và cũng không hiểu. Thì mình có hai sự lựa chọn nếu mình là một người có quyết tâm. Một á là nếu không có không quyết định được, không không hiểu được thì mình hỏi. Dạ cũng kính thỉnh thì đoạn đặng cầm mic trong Zoom lại ạ. Dạ giờ nghe lời được chưa? Dạ nghe ạ. Dạ các vị nghe lời được chưa? Dạ. Thì thưa quý vị, cái vấn đề mà của một cái người cái tâm tính trù trừ ở tại đây là trù trừ một cách không cần thiết, lưỡng lự một cách không cần thiết, chúng ta gọi đó là nghi hoặc. Cái sự nghi hoặc ấy, nó là một cái trạng thái mà không có quyết định, không có, ví dụ như mình không hiểu, không đọc được cái thực đơn thì thôi mình đi nơi khác, hay là mình hỏi ai, hay là ngồi đứng lưỡng lự phân vân ngoài mà không biết chọn cái gì, là mất thời giờ của mình và mất thời giờ của cái người lấy order, tức là người ta đứng người ta chờ mà mình không có làm quyết định gì hết. Cái đó là nghi hoặc, cái đó là sự nghi hoặc, tức là mình tôi không biết tôi làm sao, không biết chọn cái gì. Chúng tôi có đề cập đến cái một cái ví dụ mà hôm qua mà nếu quý vị nào lái xe bên Mỹ thường hay gặp, dạ thường hay gặp, đó là cái lối vào, cái lối mà từ xa lộ mình đi ra ngoài ngoài phố thì nó hay có một cái ngã đi ra. Thì người ta hay để những tấm chặn lại, dạ tấm chặn. Vì có rất nhiều trường hợp mà chúng ta đi thấy ngoài đó là chạy tới đó rồi không biết là đi ngã nào, không biết đi luôn hay là rẽ phải hay rẽ trái, rồi cuối cùng thì đâm vào giữa và họ phải để những cái vật cản. Bởi vì vật cản này thường là những cái thùng bằng cát hay là bằng cát hay là bằng đựng nước á, và mình đi mình thấy ngoài. Tại cái chỗ đó là chỗ làm cho người ta lưỡng lự, chỗ đó làm cho người ta phân vân. Nhưng mà bên Mỹ thì thật ra thưa quý vị, người ta hay rất thường vẽ cải thiện những cái bản đường, thí dụ chỗ đó thì thường gây ra tai nạn như vậy đó, thì họ sẽ để cái bản hướng dẫn kỹ hơn, nhiều hơn. Nhưng mà người ta vẫn thường hay rơi vào cái sự phân vân lưỡng lự. Cái sự phân vân lưỡng lự đó nó không khác, nó không giống như cái thái độ mà hoài nghi mà chúng tôi nói bình thường. Là ví dụ mình nghe cái chuyện đó, nó nghe cái cách phản khoa học, thật ra chúng ta nên đặt lại vấn đề. Dạ, đặt lại vấn đề. Ở bên Mỹ, thư viện họ có một cái chuyện mà xảy ra trong thời gian gần đây, mà cái người cổ võ nhiều nhất là Tổng thống Donald Trump, tức là cái thuyết thuyết âm mưu. Dạ, conspiracy theory. Và conspiracy theory tức là không biết là fake news, tin tức giả. Thì đúng là có những fake news, nhưng mà khi mà tất cả mọi thứ đều là fake news, tất cả mọi thứ đều là thuyết âm mưu hết, thì người ta không có đi đến quyết định gì hết,
Dạ, và dần dà cái thói quen đó nó gây ra một sự rất là tai hại. Dạ, ví dụ như là bệnh dịch xảy ra ở Mỹ và đang hoành hành hơn 6 tháng rồi, và nó trở thành một cái hiện tượng là nước Mỹ là lây nhiễm hàng đầu của thế giới. Nhưng mà này vẫn rất nhiều người vẫn bàn cãi với nhau là có nên mang khẩu trang hay không. À, một cái chuyện rất là sơ đẳng như vậy thì thôi mình bệnh dịch mình cứ mang đi. Ít nhất là nếu mà mình không tránh hoàn toàn thì cũng tránh cho người khác, không cứ bàn tới bàn lui và rốt cuộc rồi không có cái nào không có cái nào đi lên đến đâu hết. Thì cái sự cái mà conspiracy theory đó, cái mà chúng ta gọi là thuyết âm mưu, nó là một trong những cái nguyên nhân tạo nên cái sự nghi hoặc. Và cái tính cách của sự nghi hoặc đó, đó là không quyết đoán, không có xác định. Chúng tôi nói như vậy là như quý vị Phật tử đi siêu thị mua cereal về ăn, mà ở trước mặt mình nó có 20-30 túi cereal, mình không biết cái nào tốt, cái nào không tốt. Thì nếu mình không biết mình cứ lựa một cái. Và mình nếu mình không biết về cái những cái thành phần như là đường hay là cái này kia mình không biết hết, thì mình cứ chọn cái hộp đi, màu này màu kia, màu nào mình hộp mình thích mình cứ mua, hay là kiểu là mình thích mua, chứ không nhất thiết là mình không biết là cứ đứng ở trù trừ hoài rồi lại không có làm quyết định gì. Thì cái sự trù trừ đó, nó khiến chúng ta trả một giá rất là đắt. Tại vì sao vậy? Lâu ngày nó tạo thành một thói quen. Dạ, không biết quý vị có ở gần người nào có thói quen trù trừ là trong đời họ không quyết định được chuyện gì hết. Dạ, gặp cái chuyện gì cũng lừng khừng. Chúng ta dùng cái chữ lừng khừng là nghe nó lạ lắm, nhưng mà cái chữ lừng khừng ở đây tức là một cái thói quen trù trừ và lưỡng lự vân vân. Cái đó chúng ta gọi là tâm si nghi hoặc. Chúng ta dùng chữ nghi hoặc, không chữ dùng chữ hoài nghi. Tại vì chữ nghi hoặc ấy, thì nó có thể là bất thiện, nhưng mà chữ chữ hoài nghi ấy, nó có thể là cả thiện và cả bất thiện. Và có một lần những người Cao Ma đến hỏi Đức Phật là có rất nhiều vị giáo chủ mà tự xưng mình là vị giác ngộ thì chúng con rất là phân vân, nghi ngờ là ở trong số đó là ai là thật, ai là không thật. Thì Đức Phật bèn nói rằng đúng vậy, ở những người sư Cao Ma các con hoài nghi là phải, các con ngờ vực là phải, bởi vì trong những trường hợp đáng nghi ngờ thì cần phải nêu ra câu hỏi. Thì ở đó cho thấy rằng Đức Phật ngài không có phủ nhận cái giá trị của sự hoài nghi. Thật ra chúng tôi không có dùng cái chữ chỉ hoài nghi ở tại đây, chúng tôi đặt đi dùng chữ nghi hoặc. Thì quý vị, cái trạng thái thứ hai đó là tâm và cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nói tại đây đó là quý vị đọc phần lớn những cái quyển sách dạy về thắng pháp đó, thì có một điểm mà chúng tôi cảm thấy rất là khó chịu là các vị hay định nghĩa là hoài nghi, là hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi nghiệp báo, hoài nghi tam thế. Hoài nghi nghiệp báo là không biết có nhân không, có quả không, hay là hoài nghi tam thế là không biết đời trước mình là ai, đời sau mình ra sao, rồi hiện tại ra thế nào, cái đó là hoài nghi tam thế. Thì cái định nghĩa mà tâm si nghi hoặc là hoài nghi, là nghi hoặc như vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái định nghĩa rất là hẹp. Tại vì sao vậy? Nếu một người mà họ lớn lên ở một cái vùng đất như là người Eskimo chẳng hạn, họ chưa bao giờ nghe đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, đến Tam Thế hay là đến nghiệp báo, thì chắc họ không có tâm si nghi hoặc. Những cái nghi hoặc đó đúng là tâm si hoài nghi, nhưng mà tâm si hoài nghi không phải chỉ có chuyện đó. Dạ, không phải chỉ có chuyện đó. Đây là điều mà chúng tôi có đánh dấu ở trong một cái chúng tôi không biết nghiêng. Dạ, chúng biết nghiêng cái các bạn học các quý vị vẫn tự thấy. Thật là tâm si nghi hoặc không nên định nghĩa là cái tâm hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi nghiệp báo, hoài nghi tâm thế, mà nghi hoặc nên hiểu là một cái trạng thái lừng cừng, không quyết đoán ở trong mọi trường hợp, và cái tiền nó lâu ngày nó trở thành một thói quen, và một thói quen cũng rất là tai hại.
nó tạo ra cho con người mình nó chặt dục con người. Một cái người mà thưa vị, người ta hỏi mình ăn cái gì, cứ ngồi suy nghĩ hoài, biết ăn cái gì, hỏi đi đâu, ngồi suy nghĩ hoài. Nếu mà mình suy nghĩ không ra thì cứ chọn lại một thứ. Nếu mà hoặc là rẽ phải rẽ trái mà mình hoàn toàn không biết là nó rẽ đâu thì tốt hết, cứ chọn hoặc là rẽ phải rẽ trái, đừng trù trừ rồi đâm bờ giữa. Đây là một cái chuyện mà chúng ta nên rất là cẩn thận, rất quý vị đọc vào những cái sách dạy về thắng pháp ấy, là rất, chúng tôi thấy hầu như là 10 quyển thì là đủ đủ 8-9 quyển dễ làm cho người ta hiểu lầm về điểm này. Chúng tôi nhắc lại là tâm si nghi hoặc không chỉ là hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi nhân quả, hoài nghi luân hồi, mà sự nghi hoặc nó còn ở trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Và những lĩnh vực khác mà chúng tôi nói rằng nó làm cho chúng ta phân vân, làm chúng ta trù trừ đó. Thưa quý vị, một cái trạng thái tâm thứ hai mà chúng ta gọi là tâm si, ở đây tức là tâm si chúng ta gọi là tâm si dao động. Và bởi có lẽ quý vị nào học thắng pháp trước kia đó, thường quý vị nghe có là tâm si. Thì cũng một lần nữa, tại sao chúng tôi dùng chữ dao động, chúng tôi giải thích là dao động là một cái lao sao không có ổn, một cái trạng thái mà chúng ta gọi là không có ổn định, không có vững chãi, cái tâm bị chi phối, bị lao sao tán loạn. Lấy một ví dụ là nếu mà chúng ta sống ở trong một cái gia đình mà gia đình đó là người có hiểu, ở trong gia đình có người có hiểu biết, hay là gia đình là người có trình độ, có kiến thức, hay gia đình đó là người có giỏi, giỏi võ hay giỏi về tiền bạc v.v. thì khi mà chúng ta nghe chuyện này chuyện kia đó, nhưng ở trong gia đình không bị xáo trộn nhiều, tại vì sao, vấn đề gì cũng có cách giải quyết. Nhưng mà ở trong một gia đình mà có những người tất cả những người không có ai mà tương đối là có cái bản lãnh hay là có cái đảm lược hay là có cái trình độ đó, thì chuyện lớn chuyện nhỏ, dù chuyện hàng xóm gây gỗ hay là cái chuyện mưa gió, chuyện này chuyện kia cũng làm lao sao trong nhà, tức là lúc nào nó ở trong tình trạng lao sao. Cái sự lao sao này nó thể hiện trong sự yếu ớt, dễ bị chi phối. Cái sự lao sao tán loạn này đó, nó làm cho con người mình đó, ở trong cái tình trạng gọi là không có vững chãi, tán loạn, rất là dễ dàng để mất đi cái sự bình thường ở trong cuộc sống. Quý vị thấy rằng trong cuộc sống có những người chuyện nhỏ họ cũng khiến cho họ lăn xăng được, chuyện nhỏ chuyện lớn nó cũng khiến cho họ chuyện bé xé to được, và đôi khi họ bị những trường hợp như là bị liệu chẳng hạn. Và liệu người ta nói câu gì đó có thói quen, chúng tôi không biết là các vị ai nghe nó bị liệu không, tức là người ta nói câu có tự nhiên bị phản ứng câu, và phản ứng một cách nó hơi quá đà, nó hơi quá đáng, và người mình gọi là bị liệu á. Thì cái tâm tư của chúng ta khi nào ở trong cuộc sống mà không có tôn trọng, tâm tư chúng ta lúc nào ở trong cuộc sống mà không có cái căn bản về về tốt, về kiến thức, về hành động, về sự tu tập, thì tâm của chúng ta nó và nó yếu thì lắm, nó gặp chuyện gì nó cũng lao sao lên, và nó lao sao nó dễ nó dễ trong cái trường hợp mà nó tán loạn. Và chúng tôi lấy ví dụ như là mình thì không có gì hết, nhưng mà trời vắng chút á, mình cảm thấy mình ở trên thanh vắng chút mình hơi sợ ma, hay là mới nghe cái chuyện gì chút xíu thì đâm ra bị bấn loạn. Dạ, bấn loạn cái ở đây nó hơi thấy gì nó khác với sự lo sợ. Lo sợ đó là nó đã có một cái đối tượng rõ. Dạ, ví dụ người ta sợ ma
hay là người ta sợ ẩm cướp, hay là người ta sợ người nữ yếu đuối, sợ là sợ những người khác mạnh mẽ tấn công mình. Cái sợ ở đó là một đối tượng rõ ràng. Cái tâm mà tán loạn, cái tâm mà lao sao, cái tâm mà bị dao động ở đây nó không có đối tượng rõ ràng. Dạ, nó không có đối tượng. Có đôi khi mà mình lao sao, biết lao sao chuyện gì. Dạ, tại vì sao vậy? Là nó thiếu cái căn bản vững chãi. Và đây là một cái trạng thái mà nó rất thường xảy ra với một người không có cái căn bản tu tập. Thì cái gì bỏ nghĩa chơi chúng ta một chút. Quý Phật tử không không nghe được hả? Giờ quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Xin lỗi quý vị còn nghe, bữa nay chúng tôi nói chuyện bị Zoom á. Rất có thể là bị rõ. Dạ. Thì âm thanh tốt nghe phật. Dạ tốt, dạ vâng. Dạ. Thì thưa quý vị, về cái chữ này thì chúng tôi lại cũng có một điểm mà chúng tôi phải dùng cái chữ nó hơi khác hơn. Thường á, là quý vị nào học với ngài Tịnh Sự, đọc sách ngài Tịnh Sự, ngài thường dùng chữ phóng dật. Và quý vị đọc sách của Hòa Thượng Minh Châu thì Hòa Thượng hay dùng chữ trạo cực. Thì chữ phóng dật mà ở trong chữ Hán á, dù là cổ văn hay kiêu văn á, nếu quý vị nào mà quen với Hán Tạng á, thì chữ phóng dật nó không có nghĩa là lao sao, nó không có nghĩa là dao động. Mà chữ phóng dật là nó có nghĩa là buông thả hay là phóng túng. Dạ, đời sống phóng dật, ví dụ như Đức Phật ngài trong kinh Pháp Cú, ngài có dùng cái chữ gọi là apamado, tức là phẩm apamado hoặc khác. Chúng ta có cái phẩm phóng dật, ngài nói rằng cái người sống buông lung phóng dật thì như người đã chết rồi, và cái người sống tinh thần không có phóng dật thì người đó là sống mãi mãi. Thì cái chữ mà người phóng dật như chết rồi ở đây không nghĩa là người lao sao hay là dao động, mà cái gì phóng dật đó có nghĩa là buông thả, sống buông lung, sống không có định hướng, sống không có tự chế, sống không có kỷ luật, gọi là phóng dật. Thực ra chúng tôi đọc rất là nhiều sách, chúng tôi tra ra đó thì dù là trong cái ý nghĩa của cổ văn hay kim văn cũng chỉ một chữ Hán ấy, thì chữ phóng dật đều mang ý nghĩa như vậy. Nhưng mà hồi nhỏ chúng tôi ở với cái thời sự, chúng tôi có ở cái thời sự 3 năm đó, thì ngài định nghĩa cái chữ phóng dật đó là như vậy. Ngài nói rằng hai cái chữ trạo cử và phóng dật đó nó đều là nói lên hai cái hình ảnh, là tượng hình ấy. Dạ, phóng đó, nghĩa là ném, dật là tung. Là ví dụ giống như là một cái đống tro mà mình ném một hòn đá vào thì nó tung lên, gọi là phóng dật. Còn trạo cử có nghĩa là cua cái mái chèo. Quý vị nào có chèo xuồng, có đi có chèo dùng cái xuồng, dùng cái dầm, là mình chèo dùng hai cái cây chèo, mình khuấy động cái nước đó là gần sóng lên. Thì thứ gì như vậy đó, cái chữ phóng dật dù là ném vào đống tro hay là cua mái chèo, nó đều có nghĩa là lao sao, dao động. Nhưng mà thật ra chúng tôi không có tìm thấy cái thí dụ phóng dật mang cái nghĩa đó ở trong sách. Chúng tôi phải thú nhận là một người duy nhất mà chúng tôi nghe giảng đó là ngài Tịnh Sự, thì đó cái thí dụ phóng dật đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mặc dù hai chữ đó đều quen ở trong Phật học hết, tuy nhiên ở đây tại sao mình có cái chữ mà nó rõ hơn, nó quen thuộc hơn, mình không xài, nó chỉ dao động. Dạ, thì đó mình cứ để tâm si dao động hơn là mình để là tâm si phóng dật hay tâm si trào tử. Dạ, chúng ta cân nhắc về những ngày đúng thì chúng ta chọn chỉ dao động. Bây giờ thì người Việt Nam lại có một cái cách nói mà chúng tôi nghĩ rằng người nói chuyện ở bên ngoài thì cũng dễ là quen với chữ này. Mà chữ này từ hồi trước Pháp Lâm thì không nghe xài, hồi chúng tôi còn nhỏ thì không có xài. Ví dụ như là cái ngày đó người ta đi bán xoài, giờ bán xoài thì chúng ta biết là trong cái thị trường đó có lực cung cầu. Ví dụ xoài ngon nhưng mà đem ra chợ mà có quá nhiều người, quá nhiều người bán xoài, và cái người mua thì cũng chừng đó thôi, thì cái giá nó trở nên bất ổn. Hồi xưa nó giá bất ổn, tức là người ta nói có thể là cái giá bán có khi được nó rất là cao, khi rất là thấp.
người Việt Nam á, bây giờ họ dùng cái chữ là cái giá dao động. Cái giá là dao động có thể nghĩa là một chục cái có thể là giá 1 triệu, hàng chục cái có thể giá 400 ngàn. Thì họ nói cái giá dao động từ 400 cho đến 1 triệu. Chúng tôi có nghe vậy nhưng không biết có ai nghe chữ đó không, nhưng mà người ta nói cái chữ là giá dao động. Giá dao động tức giá nó không có ổn, nó có thể lên, có thể xuống, là giá dao động. không biết có vị nào nghe ai nói như vậy không? Dạ, nghe nói dạ, dạ. Nhưng mà nói cái giá vàng bữa nay nó có thể là nó không có ổn định lắm. Nó giờ nó dao động từ từ mấy tới mấy đó, thì là giá dao động. Thì thứ gì cái chữ dao động nó đúng là cái nghĩa mà chúng tôi muốn dùng ở tại đây, tức là nó không có bình ổn, nó không có an lòng, dạ, nó không an lòng. Thì cái tâm si mà dao động là cái tâm si mà nó dễ bị chi phối, nó dễ bị xáo trộn và nó dễ bị lao sao, và nó dễ bị dao động. Đó là ý nghĩa của cái tâm si mà chúng ta gọi là tâm si dao động. Thứ gì bây giờ chúng tôi muốn nói sang một việc khác. Ở trong cái liên quan ý nghĩa về tâm si là về con người của chúng ta. Dạ, con người chúng ta đôi khi có những người học chậm á, thì chúng ta hay nói rằng người đó ngu. Người đó ngu, ngu đó là si mê. À, cái người ngu là người si mê. Thì cái hiểu đó là cái hiểu nhập nhằng. Cái hiểu đó là cái hiểu của cái này đâu của cái kia. Cái tâm si tâm si nghi hoặc và tâm si dao động đó, nó không phải chỉ có ở cái người ngu, ở cái người u mê, mà nó có trong tất cả chúng ta, và có trong tất cả chúng ta. Và chúng tôi thấy ví dụ là một người họ rất là thông minh, rất là giỏi trong nghề nghiệp của họ, thậm chí họ là một vị tổng thống, một vị thủ tướng, một nhà độc tài, tức là họ là người cũng có bản lĩnh, họ cũng có cái tài trí nhất định nào đó, nhưng mà không có nghĩa họ không có tâm si dao động hay tâm si nghi hoặc, vẫn có. Như sự là chúng ta phải cẩn trọng để ý. Đó là lý do tại sao mà trong cái bài học này ở đoạn đầu chúng ta muốn tất cả chúng ta phân biệt hai trạng thái. Một cái trạng thái si là có cái chất liệu vẫn đục, là chất liệu làm chúng ta mê mẩn, và một trạng thái tâm ly trí, chỉ dùng tâm thiện ly trí, không có trí tuệ. Không có trí tuệ đó là một lẽ, nhưng mà trạng thái mê mẩn nó là một lẽ. Hai cái đó nó khác biệt lắm. Dạ, hai cái khác biệt. Trong đời sống chúng ta có nhiều lúc mà mình làm việc gì đó, do mình không có vận dụng trí tuệ, nên lúc đó mình làm là hỏng cái chuyện đó đi. Dạ, mình làm hỏng cái chuyện đi. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta u mê, mặc dù lúc đó vắng mặt có trí tuệ. Nhưng mà khi mà cái tâm si sanh khởi đó, và nếu cái sanh khởi thường xuyên, thì nó sẽ làm cho chúng ta giảm thiểu đi cái trí tuệ. Giảm thiểu rất là nhiều. Chúng tôi muốn lấy cái ví dụ như vậy là ai mà có tu tập
thì mới thấy rằng lúc đầu tâm của chúng ta vững chãi, lúc đầu tâm của chúng ta ít có lao sao, thì lúc đó chúng ta rất sáng. Nghe pháp thì nghe tốt hơn, tu tập thì chánh niệm bén nhạy hơn. Nhưng mà lúc đầu quý vị tâm chúng ta bị lao sao, như là cái thời gian hiện nay đây, ở tại Mỹ, ở tại Mỹ đang có bệnh dịch, đang có sự khó khăn về kinh tế, nhiều người thất nghiệp, nhiều cơ sở thương mại bị đóng cửa, đang có bầu cử, tức là có những cái sự mà chống đối hay không chống đối, bên này theo bên kia, chống bên kia, thì những cái chi phối đó nó làm tâm của chúng ta thường là không có bình ổn, không có an lạc. Và khi tâm của chúng ta không có an lạc, nó lao sao thì đã ảnh hưởng cái trí tuệ chúng ta nhiều. Chúng tôi nói như vậy thì cũng có nhiều người đã phiền nói rằng chứ nói như vậy tức là thời này người ta u mê, không phải, chúng tôi không có ý muốn nói như vậy. Nhưng khi mình tu tập mình thấy rằng hãy tâm của chúng ta ít có bị chi phối, rất là sáng suốt, rất là mẫn tiệt. Nhưng mà khi tập tâm chúng ta nó bị nhiều thứ chi phối thì nó bị rơi vào tình trạng nó gọi là phân tán tinh thần, hay là tinh thần phân liệt. Và tinh thần phân liệt thì cái trí tuệ chúng ta nó khoảng hơi khó tin đó. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta để ý thường, chúng ta sẽ thấy con người mà ít có bị chi phối bởi nợ nần, chi phối bởi những cái vui buồn bất đồng trong gia đình, chi phối bởi thời thế, thì họ sẽ được an cư. Mà an cư sẽ là lạc nghiệp. Không phải an cư được lạc nghiệp, mà an cư nó lại giúp cho cái trí tuệ của chúng ta sáng suốt. Một cái người khôn ngoan á, là họ chọn một cái cuộc sống có khi nó giản dị, nhưng mà có sự tập trung, có sự tỉnh táo, có niệm, có định, để bớt đi lo sao. Có những người họ sống rất là nhiều tiền. Chúng tôi có quen với một vài gia đình, ở trong gia đình như vậy có hai ba cơ sở làm ăn, nào là siêu thị, nào là cây xăng, rồi nào là những cái công việc làm khác. Nhưng mà ở trong gia đình thì thường xuyên là bất an, mặc dù họ làm rất nhiều tiền. Tại vì sao? Cái tinh thần bị phân tán, bị phải lo nghĩ, phải nghĩ nhiều thứ. Và lúc nào cũng phải để ý về thứ này thứ kia. Tinh thần bị phân tán, và lúc tinh thần bị phân tán nó bị dao động. Mà trong kinh có một cái câu Phật ngôn như thế này, là không dao động thì được kinh an, mà có dao động thì không có kinh an. Cái yếu tính này ít khi chúng ta nghĩ đến trong cuộc sống. Giống như cái thân của mình mà mình đầy đọa nó quá thì bảo là nó khỏe thì khó. Tâm của chúng ta cũng vậy. Khi tâm của chúng ta mà nó tâm của chúng ta mà nó dao động, tâm của chúng ta mà dao động thì chúng ta không có sáng suốt. Dao động là muốn thiết tâm sinh, chúng ta không có để ý về chuyện này. Và do vậy cái chuyện mà mình đừng nghĩ rằng mình có trí tuệ là ấy có tâm sinh. Giờ cho dù mình rất là tháo vát, rất là khôn lanh, nhưng mà tâm chúng ta bị dao động thường thì cái tâm dao động đó thì tâm sinh. Cái đó chúng ta học trong thắng pháp thì chúng ta sẽ thấy. Câu chuyện ngày hôm nay, quý vị, khi mà chúng tôi muốn quý vị dùng một khái niệm quen thuộc, thì chúng tôi muốn lấy một câu chuyện của một người tên là A Lưu, là một tiểu đồng của ông Chu Nguyên Tố. Và câu chuyện này chúng ta đọc hồi nhỏ có học tinh hoa đấy, chúng ta thấy nó là câu chuyện rất là bình thường, nhưng thực sự nó là câu chuyện rất là ý vị. A Lưu là một đứa nhỏ mà rất là bất thường, không có dễ thương, không có ngoan ngoãn, không có giúp ích như những đứa nhỏ khác. Ví dụ như là ông
ông biểu nó đi coi cửa và ai đến ai đi chứ. Thì thay vì nhỏ bình thường thì nói có ông A và B, hay là có một người có một ông cụ lớn tuổi hay gì thì nó nhận cái, nó chỉ nhìn vào ngoại hình, nó chỉ quan sát ngoại hình đấy. À, người mập, người có ốm, người nào cao, người có thấp. Và khi nó cầm những món đồ cổ á, thì thay vì người ta đặt vấn đề là đồ này có quý hay có quý hay không quý thì nó cà ra, nó trà ra, nó coi tại sao cái màu này cái màu kia. Đồ cổ thường là xấu, ủa sao đồ này cái màu là xấu như vậy, giờ nó để ý màu sắc. Biểu nó đi chặt cái cây, chặt cái cây để có hai cái chân ở dưới nó giao với nhau để về đồng lòng cái chân bàn cho nó vững, thì nó cầm đi khắp vườn, rồi nó vô nó không có cây nào mà có hai cái nhánh mà chỉa xuống đất, mà có hai nhánh chỉa lên trời. Một cái người bình thường nghe nói thì lúc này ngớ ngẩn, rất là ngớ ngẩn. Mà sau này thì có một lần ông Chu Nguyên Tố làm một việc là ông vẽ thư pháp. Dạ. Nếu vì biết là trong chữ Hán mà tôi biết chữ được là thư họa, thư họa là vẽ chữ đó. Thì họa đó là một cái chu kỳ cao dạng. Và người Trung Hoa họ thường nói rằng một cái người có học là người văn hay mà chữ tốt, thì phải biết chữ đẹp. Dĩ nhiên là người Việt, chúng ta sống trong thời đại bây giờ biết là có nhiều người văn hay nhưng mà không biết cái chữ đẹp. Nhưng ngày xưa họ trọng cái văn hay chữ tốt. Dạ, ông biết thư pháp thì ông đang biết thư pháp thì A Lưu đứng nhìn ông hỏi làm được không, nói chuyện đâu có gì khó đâu, và ông đưa viết thì nó viết rất đẹp. Thì ông phải khám phá ra rằng nó có cái thiên tư đặc biệt, nó có một cái bản chất là rất là giỏi về hội họa. Dạ. Tại vì sao vậy, do nó quá giỏi á, thành ra nó có tài có đặc, hay có đặc có tài. Cái lớn nữa của nó là nó chỉ cho thấy là nó chú trọng về hình dáng, nó chú trọng về màu sắc, nó chú trọng về cái phối cảnh nhiều hơn là thứ khác. Thật ra nó mất đi cái mà chúng ta gọi trong cái gọi là common sense. Common sense tức là một cái nhìn bình thường giống như những đứa trẻ khác. Nó không có, nó chỉ gì cũng hơi bất thường với đứa trẻ khác. Như biểu nó coi chừng mấy cây thì nó đi coi đó, nhưng mà rồi khi nó vô nhà nó dọn cây bao ra để đừng mất. Đúng là lớn ngớ đồ đồ cổ người ta mà lấy đồ nó trà nó để coi màu gì thì để ý về màu sắc. Thì câu chuyện của A Lưu mà về sau này trở thành một danh họa trong không phải trong truyện mà trong ở trong lịch sử văn hóa của Trung Hoa. Thì thứ gì cho chúng ta thấy một điều là chúng ta không thể nói về tâm si, nói người nặng về tham, người nặng về sân, người nặng về si, và theo cách hiểu chúng ta ngoài đời, người đó họ làm việc kỳ quái, hay họ làm việc không hay, hay là họ thế này thế kia, mà chúng ta chỉ có thể nói tâm si. Nó nằm ở hai điểm. Một, là người này luôn luôn sống ở trong sự nghi hoặc, không có quyết đoán, cái gì cũng lừng thừng, cái gì cũng trù trừ, cái thói quen trù trừ hay tâm trù trừ đó, đó là tâm si, nghi hoặc. Hoặc là một người có tâm dao động, dễ tán loạn, dễ lao sao, dễ phân đoán tâm ý, cái đó chúng ta gọi là tâm si dao động. Bây giờ thì chúng tôi xin được nói một cái tóm tắt, đó là khi mà chúng ta học về tâm si thì chúng ta cố gắng hiểu có sự khác biệt giữa cái gọi là u mê bình thường. U mê người ta nói là không có trí tuệ, nó khác với cái tâm si là nó có cái chất chất bẩn đục, cái chất ờ
mà nó làm cho mờ đục tâm của sáng suốt. Dạ, hai cái nó khác nhau. Và có hai chữ tâm si, là tâm si nghi hoặc và tâm si dao động. Thì đó là vài điều chú Buông nói trong chủ đề hôm nay, và chúng tôi nhắc quý vị Phật tử là cái biểu đồ chư pháp mà quý vị có được mỗi ngày rồi. Thì quý vị cố gắng nhớ cái vị trí khi mà chúng ta đi qua khoảng chừng 75 bài học đầu tiên, bởi vì 75 bài học đó cho chúng ta xác định từng cái nút một, từng cái điểm một. Rồi sau khi mà chúng ta học hóa trợ mà chúng ta nhớ như vậy đó, thì nó rất có lợi để sau này chúng ta hiểu mình nói cái gì nằm ở chỗ nào ở trong biểu đồ chư pháp. Là chúng ta nói kết hợp, ví dụ như một tâm đi với bao nhiêu thuộc tánh, một thuộc tánh đi với bao nhiêu tâm, quan trọng lắm. Thôi được, đừng nghĩ rằng cái nào nó cũng giống nhau, chúng ta không cần phải quan trọng như thì đó là vài điều, đó là những điều mà chúng tôi muốn trình bày trong cái bài học ngày hôm nay liên quan đến tâm si. Bây giờ bạch sư Phật Tử Siêu, và nếu Phật Tử Siêu đang ở trước máy thì nói cho vài lời ở lúc rồi sau đó sẽ chọn các câu thỉnh. Ma Bích Tha giá, dạ. Thượng tọa giác đẳng cung thỉnh ngài Tỳ Siêu, mà con thấy cái nick của thượng tọa giác đẳng không ổn nên con xin phép được cầm mic cung thỉnh ngài Tỳ Siêu nói vài lời để cho thượng tọa giác đẳng soạn câu thảo luận. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, dạ con cung thỉnh ngài Tỳ Siêu ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử. Tôi chờ đợi để thượng tọa Giác Đẳng soạn câu thảo luận. Chúng tôi cũng xin tiếp lời Đức Phúc kính thưa quý vị. Tập bất thiện
gọi là Sahetuka, Chitta tức là tâm hữu nhân. Vì sao là hữu nhân? Là tại vì ở trong mỗi một cái tâm bất thiện nó đều có nhân tương ưng, là tham thì có tham nhân tham nhân si, tâm sân thì có nhân sân nhân si. Trong tâm si thì chỉ có một nhân là nhân si thôi. Như vậy tâm đức thiện này đều là hữu nhân. Thế nhưng khi mà nó tạo ra tâm quả thì tâm quả của bất thiện là tâm quả hữu nhân, không có nhân tương ưng phối hợp. Nhận thức quả bất thiện, nhị thức quả bất thiện, thị thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, tâm tiếp thu quả bất thiện, tâm quan sát quả bất thiện. Bảy cái tâm quả bất thiện này đều là tâm vô nhân Ahetuka Chitta. Thì chúng ta sẽ hỏi rằng là tâm bất thiện có 12. Nhưng nếu mỗi một tâm bất thiện nó tạo ra một thì cũng phải là 12 tâm quả bất thiện, chứ tại sao chỉ có 7 thôi? Ở đây xin thưa quý vị là không phải. Không phải 12 tâm bất thiện đó tạo ra chỉ có 7 tâm quả bất thiện đâu. Mỗi một thứ tâm bất thiện nó tạo ra 7 tâm quả bất thiện. Như là tâm tham thứ nhất tạo ra 7 tâm quả bất thiện. Tâm tham thứ 7, tâm tham thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8. Mà tâm sân thứ nhất nó cũng tạo ra 7 tâm quả bất thiện. Rồi sân thứ 2 cũng vậy. Tâm si hợp quầy nghi nó cũng tạo ra 7 tâm quả bất thiện. Và tâm si hợp với trào cử thì cũng sinh ra 7 tâm quả bất thiện. Nhưng ở đây chúng ta nên nhớ rằng 11 tâm bất thiện, 8 tham, 2 tâm sân và tâm si quỷ nghi đó, thì nó tạo ra 7 tâm quả bất thiện. Trong đó có tâm quan sát quả bất thiện. Tâm này là thức tái sanh cho chúng sanh khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Tâm quan sát quả bất thiện thọ xả đó. Nhưng mà riêng về cái tâm si hợp phóng dật, tâm si hợp bất cử, cái tâm này nó tạo ra cũng 7 tâm quả bất thiện, nhưng mà nó chỉ tạo ra quả tâm quả bất thiện thời bình nhân. Còn cái tâm quan sát quả bất thiện
do tâm si phóng dật tạo tạo thành thì nó không có khả năng để mà dẫn đi tái sanh làm vợ tục sinh được. Điều này là một điều đặc biệt. Mà chúng ta phải biết khi sau này chúng ta sẽ học về duyên hệ đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng để chúng ta nhận ra được điều đó khi mà chúng ta học trước. Cho nên khi nói đến hai tâm si thì tâm si gọi nghi tâm si này độc hại hơn là tâm si phóng dật hay là tâm si trần cử. Tâm si trần cử mặc dù nó cũng có căn si nhưng mà đó là cái thái độ, đó là cái đặc tính của tâm, nó bị dao động trước cảnh phóng túng với cảnh. Nó không có trụ yên. Ở trong đời sống hàng ngày bình nhật của chúng ta, chúng ta rất thường xảy ra cái tâm si trao cử si vốn vật. Bởi vì kẻ phụ chúng ta khi mà cái sự phóng dật đó, khi mà chúng ta chưa có cái tâm định tĩnh, chưa có được an trú, thì chúng ta dễ bị phân tâm. Mặc dù vậy, nhưng mà chính cái tâm si phóng dật nó bị tán loạn, cho nên nó nếu có tạo ra tâm quả dị thục trong tương lai thì tâm quả này chỉ ở thời bình nhật tương lai thôi, chớ vì nó phóng dật nên nó không có tạo ra cái thức tái sanh. Chúng ta ví dụ giống như là sữa từ sữa bò nếu mà người ta đổ vào trong cái thùng hay là một cái thao cái vải, người ta dùng cây để người ta khuấy nó thì nó sẽ không bao giờ nó lắng xuống, bởi vì cái trạng thái bị nó khuấy. Cũng như si phóng dật vậy, cái tâm mà bị lao chao tán loạn, cho nên nếu nó có thành tựu, có tâm quả gì nữa thì tâm quả này nó cũng không có lắng động được để làm việc tái tục. Đó là cái
ý nghĩa mà chúng ta phải, chúng ta cũng nên hiểu. Chắc có lẽ là bây giờ Thượng tọa Giác Đẳng cũng đã có, đã soạn câu thảo luận rồi, cho nên chúng tôi dừng lại ở đây và xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Hôm nay tuyệt nhiên không thấy có vị, không có vị nào ở trong rừng, thì ngoài ra Đại Đức Pháp Tính, chỉ có Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trong rừng. Xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa chư tổ thiếu siêu, bạch chư tổ thiếu siêu, chúng ta thường có cái, có cái chuyện xảy ra rất là thường ở trong giới tu sĩ, là có những người tu cũng nhiều năm ở trong chùa mà có những cái nghi hoặc, có những cái nghi ngờ đối với Tam Bảo, thì ta gọi là vì nó có tà kiến. Dạ, thí dụ như có một vị sư cũng lớn, cũng cao hạ lắm, lần đầu tiên đi sang Ấn Độ, thấy ngôi chùa Kỳ Viên, ông có cô độc cúng như Đức Phật mà nó bị hoang phế, nó bị tàn phá, thì vị này nói rằng không biết tại sao mà mình nói rằng chỗ nào có Đức Phật, có Phật Pháp, có chư thiên hộ trì, chư thiên hộ trì sao để cho chùa chiền bị hoang phế như vậy. Dạ, mà đó là một vị tu sĩ lớn, thì cái sự nghi hoặc như vậy đó, nó có thể gọi là tà kiến không? Dạ, có tà kiến không? Và có nhiều người cho rằng đi tu mà còn có cái sự nghi hoặc nơi Tam Bảo là còn có tà kiến. Thì mà mình hiểu trong Thắng Pháp là tà kiến thuộc tâm tham và nghi hoặc thuộc tâm si, thì đó có nghĩ giảng rõ thêm về điểm này, kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nghi hoặc là nghi hoặc, tà kiến thì là tà kiến. Hai cái tâm sở này nó không có gặp nhau được. Tâm sở, cái thuộc tánh tà kiến, khi nó chỉ tương ưng với tâm tham, đồng sanh với tâm tham mà thôi. Nói cách khác, tức là cái thuộc tánh đặc kiến nó tương ứng với căn tham được, căn si được, nhưng mà trong khi cái thuộc tánh hoài nghi thì nó chỉ tương ứng với căn si, chứ nó không thể nào nó tương ứng với căn tham. Cho nên làm sao mà nghi hoặc là nghi hoặc, không tà kiến, tà kiến đâu thể xác nhập như chung được. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nói theo cái lý duyên hệ tất thanh á, thì ở trong Thắng Pháp có trình bày và giải thích
thì bất thiện, mình trợ cho bất thiện. Ở cái trường hợp này nè, bất thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên cũng có, mà bằng thường cận cái duyên cũng có. Trường hợp hoài nghi đấy, trợ cho tà kiến hay tà kiến trợ cho hoài nghi, thể trợ bằng cách cảnh duyên, thường cận cái duyên thì được. Tức là vì người có nghi ngờ về sự giác ngộ của Đức Phật, cái sự nghi ngờ nó xuất phát từ nơi do cái thường cận cái duyên tà kiến mà nó tạo cho người này có sự nghi ngờ như Đức Phật. Ngược lại, người này do cái sự không có biết tin ở Đức Phật, nghi ngờ về Đức Phật cho nên phát sinh tà kiến như là tỳ khưu xuống đất khất tà chẳng hạn. Nghĩa là tỳ khưu xuống đất khất tà nghi ngờ Đức Phật, không có chứng ngài chỉ thuyết pháp được, nhưng mà ngài không có chứng thượng nhân thần thông, ngài không có chứng thượng nhân, nghi ngờ như vậy. Cho nên sau đó số năm khách tá đã quần tục và đã trở thành một cái du sĩ khổ hạnh lõa thể. Và cuối cùng là chết ở trong một cái nghĩa địa quan. Thì như vậy nó tóm lại là trong thắng pháp Avatamsaka thì hai cái thuộc tính tham và hai thuộc tính tà kiến và nghi nghi hoặc, thì hai cái thuộc tính đó nó ở hai cái lĩnh vực khác nhau. Hai cái thuộc tính này không thể nào nó tương ưng với nhau thành là một được. Có nghĩa là không phải tà kiến là hoài nghi là tà kiến, không không thể được. Nhưng mà cái này trợ cho cái kia, trợ duyên cho cái kia sanh khởi bằng thường cận cái duyên là được. Thí dụ như vì một người có tà kiến nặng cho nên đối với họ thì Đức Phật giáo pháp và tăng chúng hay lý nghiệp báo nhân quả thì họ có cái sự nghi ngờ. Ngược lại, nếu một người mà có sự nghi ngờ ở Phật Pháp Tăng hay là nghiệp báo thì người đó dễ dàng phát sanh lên tà kiến. Ở đây chúng ta phải hiểu như vậy, cái nào cũng ra cái đó chứ không thể nhập cục được. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1, Nam Mô Thầy.
Sao thú kích được thực tập thực siêu? Mà thực tập thực siêu khi mà chúng ta nói về hoài nghi đó, thì ngày nay có một cái bộ phận rất lớn những người trí thức do họ học nhiều, họ sinh ra chủ nghĩa hoài nghi. Họ đặt tất cả, họ nghi ngờ về tất cả, nhất là họ nghi ngờ về tinh thần, về tôn giáo, về tín ngưỡng. Và cái chủ nghĩa hoài nghi, chủ nghĩa hoài nghi được xem như là một cái hiện tượng ở trong cái giới khoa học ngày nay. Thì những người sống theo chủ nghĩa hoài nghi như vậy, họ họ được gọi là trí thức, nhưng mà có họ họ sống với tâm si mê hay không, hay là hoài nghi đó nó không 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 hẳn là si mê. Xin kính thỉnh thượng tọa khoan hỷ trở lại. Điều này chúng ta khó xác định được, chúng ta khó kết luận được một chiều. Là bởi vì thứ nhất gọi là người trí thức chúng ta phải xác định lại cái quan niệm trí thức ở đây là gì cái đã. Nếu như cái gọi là trí thức mà theo thế gian thường tình họ gọi chỉ là cái người có cái học vị cao, và có cái sự hiểu biết có cái kiến thức về khoa học kỹ thuật, và dù cho họ có cái khuynh hướng duy vật biện chứng cuộc đời thiên hạ, họ vẫn gọi là dân trí thức. Là bởi vì hễ hễ cái gì xảy ra, cái hiện tượng gì, họ cũng đều đem cái vật chất để ra họ chứng minh, cái khoa học kỹ thuật để họ chứng minh, như là ma quỷ hay là hiện tượng có những âm thanh trong đêm tối, hoặc là hiện tượng có ánh sáng ở trên ngọn cây, trên ngọn tháp chẳng hạn, mặc dù không có đèn nhưng mà ánh sáng trên đó tỏa ra, thì những người đó họ không tin, họ không tin là có, cái thế giới đặc biệt như là quy lực của Đức Phật hay là quy lực của chư thiên, cho nên nó tạo ra ánh sáng, họ không có tin. Họ chỉ muốn chứng minh xem có cái hiện tượng đó là như thế nào. Do cái khí nào mở dưới đất rồi nó tỏa lên, rồi nó gặp cái sóng điện dương, hai cái thứ đó gặp nhau thì nó tái lửa, nó tạo hào quang, vân vân. Họ cố gắng giải thích như thế. Thì như vậy
gặp cái người mà được mệnh danh cho là trí thức, như vậy thì trong Phật giáo không gọi là người thiện trí thức và đức tạng trong Phật giáo này. Rồi cái điều thứ hai đó, cái mà gọi là theo chủ nghĩa hoài nghi, chúng ta làm sao khẳng định được người đó là theo hoài nghi, là theo cái chủ nghĩa hoài nghi được? Bởi vì ngay cả khi một vị đệ tử Phật Đức Phật này cũng khuyên, khi mà bậc đạo sư nói lên cái điều gì các ngươi cần phải suy xét cân nhắc so sánh và đi đến kết luận, bậc đạo sư khó có pháp tánh đó, ngài đã tuyên bố về về pháp đó. Thì như vậy chúng ta có thể nói là như vậy thì Đức Phật khuyên đệ tử ngài theo cái chủ nghĩa và ghi phải gặp những trường hợp cần phải suy xét, chớ vội tin. Những cái gì được nói ra vì người ta công bố một tờ quảng cáo, hay là cái gì theo truyền thống, cái gì có ghi ở trong kinh điển, trong kinh sách, rồi cái gì nó hợp với lý luận, logic, cái gì mà nó theo, nó đúng theo cái quan điểm của mình suy nghĩ, hay cái gì được thầy mình thuyết, mình nói, rồi ta chấp nhận đó là thầy của mình, vân vân. Đức Phật đã dạy cho các dân chúng Sikkabala, thì gặp trong trường hợp đó không nên vội tin, mà phải suy xét xem câu cái đó nó là thiện hay là bất thiện. Cái điều này thực hành đưa đến sự đau khổ hay là hạnh phúc, điều này được bậc thiện trí thức tán thán hay là chỉ trích? Khi nào thấy rõ cái điều đó nó thuộc về thiện, đưa đến quả báo an lạc và được bậc thiện trí tán thán, thì các hương mới nên thọ trì, mà không thì thôi. Ngay cả các vị tỳ kheo Đức Phật ngài cũng khuyên trong bài kinh Đà Bát Niết Bàn đó, ngài khuyên các vị tỳ kheo nếu có những cái vị trưởng lão tỳ kheo, trung tọa tỳ kheo, những vị đó nói thuyết nó đây là lời dạy của Đức Thế Tôn, tôi tự thân nghe từ miệng Đức Thế Tôn thuyết nói, này các tỳ kheo chớ vội tin, nhưng mà cũng chớ có bác bỏ, cần phải sống đấu chiếu với kinh với luật rồi mới nên thọ trì. Cái này là lời dạy của Đức Phật, của bậc đạo sư, hay không phải là lời dạy của bậc đạo sư? Thì cái cách mà Đức Phật khuyên đệ tử nên có cái sự cân nhắc suy tư trước khi tin và thọ trì đó,
Thì cái này không có phải là ngài theo cái chủ nghĩa hoài nghi, và cái đó là một cái sự thận trọng. Thì cái thái độ thận trọng đó, thái độ thận trọng, thái độ cân nhắc trước khi tin đó, thì cái đó là trí tuệ. Cái đó là trí tuệ. Còn người mà theo chủ nghĩa hoài nghi như là họ phủ bác hết cái chuyện mà tiên Phật hay cái chuyện thánh thần ma quỷ là chuyện không thể có xảy ra, không có xảy ra. Những hiện tượng đó là chỉ những hiện tượng mà người dân họ tín ngưỡng, họ đặt ra thôi, họ theo dệt hay là họ tưởng tượng do trí tưởng tượng của người vân vân. Thì ai mà theo cái chủ nghĩa đó, chủ nghĩa hoài nghi như vậy đó, người đó mới thật sự là si mê, thật sự là si mê. Cái nghi hoặc đó là thuộc về si mê. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa chúng đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thú, xin được hỏi thượng tọa thầy siêu một câu nữa rồi thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Bạch thượng tọa thầy siêu, chúng ta thấy rằng si đó, mà chúng ta đặc biệt là thuộc tính si là vô minh, vô minh đã ảnh hưởng toàn bộ cái sự hiện hữu của luân hồi sanh tử. Nhưng mà chúng ta không nói thuộc tính si đây, chúng ta nói chỉ tâm si mà thôi. Tâm si là tâm si hoài nghi hay là tâm si trầu cử đó. Thì nếu mà mình so ra thì có phải chăng tâm si này nó tạo nghiệp nghiệp ít hơn là nhẹ hơn là tâm tham tâm sân? Thì tôi có nghĩ như vậy không? Kính thỉnh thì tôi hoan hỉ trở lại. Nam mô Bổn Thầy chứ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Chúng ta phải thận trọng khi nói đến tâm si và căn si. Quý vị Phật tử chúng ta lưu ý gì? Ở đây theo Thắng Pháp thì 12 tâm bất thiện đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân. Thì cái tâm này nó tạo nghiệp dữ lắm thưa quý vị. Còn cái tâm si tương ưng hoài nghi hay là cái tâm si tương ưng trào cử đó, những cái tâm cái thông thường nó cũng không đến nỗi tạo nghiệp. Bởi vì tại sao chúng tôi nói như vậy? Trong cái pháp mà gọi là Michchata Niyata Dhamma
tức là cái pháp quả cố định phần tà đó, thì ở đây tham tà kiến, tâm tham tà kiến và tâm sân tạo ngũ nghịch đại tội, như là giết cha giết mẹ giết a la hán thân phật chảy máu. Thì như vậy tạo cái nghiệp này nó sẽ đưa đến kết quả cố định, quả nhất định sau khi mình chung sẽ sanh xuống địa ngục, không sai không sửa được. Cái đó là cố định phần tà. Thì như vậy ở đây rõ ràng là từ cái chuyện lớn cho đến cái chuyện nhỏ hơn, thì chúng ta thấy rằng nếu như căn si mà nó đi với căn tham, thì hai căn bất thiện này nó mới tạo nghiệp lẫy lừng. Hoặc căn si đi với căn sân, hai tâm này nó hợp trợ nhau lại thì nó mới tạo nghiệp lấy lực. Chứ còn nếu tâm si nó đi đơn lẻ một mình thì nó yếu lắm thôi. Nó đi đơn lẻ tức là tâm si phóng dật, tâm si phóng dật hay là tâm si hoài nghi thì nó yếu. Bởi vậy cho nên khi nãy chúng ta mới nói tâm si hoài nghi thì nó còn có thể tạo ra tâm quả bất thiện, làm cái quả thức tục sinh được, quả thức tục sinh cho chúng sinh khổ khổ. Nhưng mà cái tâm si phóng dật á, thì nó chỉ tạo quả bất thiện bình nhật thôi, chứ nó không thể nào nó tạo ra cái quả thức tục sinh. Mặc dù cũng có tâm quan sát quả bất thiện thọ xả, nhưng mà nó không đủ để mà tạo ra, để mà dẫn đi tái sanh. Thế vậy cho thấy rằng là cái si và nghi, si phóng dật cái thì nó yếu. Thí dụ như bây giờ thế này, một người mà họ vì tà kiến không nghĩ đến cái công đức của cha của mẹ, với tà kiến đó họ cố sát đoạt mạng sống của cha của mẹ, thì như vậy họ phạm vào đại nghịch tội. Hay là một người vì giận cha giận mẹ cho nên cố sát đoạt mạng sống của cha của mẹ, thì như vậy người đó là tội nặng. Nhưng mà nếu một người trong lúc mà họ đang làm việc do cái tâm phóng dật lơ đễnh, họ để cho một cái tai nạn xảy ra làm cho cha chết, làm cho mẹ chết, thì như vậy người này không phạm vào nghịch đại tội, là bởi vì đó là ở tâm si phóng dật. Si về nghi cũng vậy. Nói chung tức là tâm si á, nếu có tạo nghiệp thì nó cũng tạo nghiệp quả nhẹ hơn là cái tâm tham và tâm sân. Còn nếu mà nói về cái số lượng đó, chúng ta gọi là ít tạo đó, thì trong trường hợp đó cũng chưa chắc. Vì một người mà họ tạo nghiệp ác nhiều
là bởi vì họ không có tin vào lý nhân quả nghiệp báo, họ không có tin nơi ân đức Phật, đức Pháp, đức Tăng. Khi một người mà họ có cái sự hoài nghi đối với Phật, Pháp, Tăng hay là hoài nghi đối với nghiệp báo, rất có thể là sẽ dẫn tới cái tình trạng là họ tạo nghiệp ác nhiều. Cho nên về cái tính chất á, thì chúng ta nói tâm tham tâm sân nó tạo mạnh là, còn nếu mà nói về cái số lượng đó thì chúng ta nói dù tham dù sân hay dù si đi nữa, bất cứ lúc nào nó cũng có thể tạo tạo bất thiện, tạo nghiệp ác được. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị qua cái câu thảo luận số 3 Nam Mô Bổn Thầy. Sao thú lấy ra để chúng ta đi nghỉ, nhưng mà trước khi tôi đi nghỉ chắc chúng ta nói thêm một câu, một trả thêm một câu ngắn thôi, là có nếu mà có ai nói rằng à cái tâm si nghi hoặc hoặc cái tâm si trào cử nó có vẻ như nó bị động, thì bởi vì nó là bị động thành ra nó không nên coi nó là một thứ phiền não mà mình có thể tránh được hay là mình phải chịu trách nhiệm, thì thì gọi từ siêu có nghĩ rằng hai thứ tâm si này nó là những cái thứ phiền não bị động không? Xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trở lại. Chỉ còn có 9 phút nữa, chắc có lẽ chúng tôi sử dụng hết cái thời gian chứ không cần phải trả lời. Đừng nghỉ sớm, ít phút cũng mang tiếng là nghỉ sớm. Vậy là chúng tôi phải trả lời hết cái thời gian. Ở đây thưa quý vị, chúng ta không thể trước hết á gọi là tâm huệ, tâm si nghi hoặc, cái tâm nghi hoặc hay là cái tâm trào cử, cái tâm đó không phải là phiền não, mà chính cái thuộc tánh nghi hoặc, thuộc tánh huệ nghi, tức là tâm sở huệ nghi và tâm sở trào cử, thì hai cái thuộc tánh đó nó mới là phiền não, nếu nó chính xác cái lê xác. Chẳng qua vì cái nó có một cái loại tâm bất thiện, không có căn tham, không có căn sân phối hợp mà chỉ có căn si thôi, nhưng mà nó tương ứng với cái thuộc tánh huệ nghi, cho nên nó gọi là tâm si huệ nghi. Và vì có một tâm si khác nó không có tương ứng tham, tương ứng sân, không có tương ứng cả hoài nghi nữa, thì như vậy nó chỉ là đơn thuần là si vô tàng quý và phóng dật, cho nên mới lấy ô thành chá xâm vô tá đó, xâm bấy vô tá đó, tương ứng phóng dật đó để mà làm cái loại tâm si, tên si phóng dật. Thì ở đây đó chúng ta muốn nói năng động hay thụ động, cái đó là tùy theo cái quan điểm của chúng ta thôi, chớ cái nào nó cũng có cái
tác động. Thí dụ bây giờ anh thế này, cây mọc ở trên đất, khi mà nó bám rễ ở trong lòng đất thì nó sẽ ăn sâu, ăn rộng và nó nuôi dưỡng thân cây để trưởng thành. Thì cái loại cây đó là khác, còn cái loại tảo tức là hay là rêu, rong rêu đó, ở những cái nơi ẩm thấp, trên bức tường bị ẩm ướt, rồi cái tảo nó bám vào cái chỗ đó, nó mọc thành rong rêu. Thì chúng ta cứ mường tượng, chúng ta cứ nghĩ rằng là cái cây cổ thụ thì đó là năng động, và cái rêu tảo mà nó mọc nơi ẩm thấp thì cái đó giống như là một cái loài thụ động. Nhưng thật sự thưa quý vị, cái nào nó cũng năng động cả, bởi vì cái nào nó cũng do cái môi trường để nó phát triển. Nhưng mà chỉ tại vì cái chủng loại đó nó phải phát triển theo cái chiều hướng như thế. Hành động thì có năng động và thụ động, nhưng mà phiền não nào thì cũng là phiền não năng động cả. Thí dụ như một người họ rất là sợ, họ rất là nhát tay khi mà cầm dao để giết người, nhưng mà vì người khác tấn công cho nên họ cầm dao để họ tự vệ. Thì lúc đó, trong lúc mà hoảng loạn bị tấn công, họ hoảng loạn, họ cầm dao, họ quơ lung tung, thì vô tình đã đâm trúng nhầm cái đối phương và khiến cho đối phương nó chết. Anh ta bắt đầu run sợ, nghĩ rằng mình đã giết người. Thì như vậy cái hành động giết người của anh ta là nó là thụ động, cái đó là thụ động. Còn một người mà hăng máu cầm dao mà giết người khác không rút tay thì cái đó là giết người một cách có chủ động. Thì cái hành động đó thì có năng động, có chủ động, có năng động, có thụ động. Nhưng mà phiền não xin gửi thì cái phiền não nào nó cũng là phiền não, chỉ tại vì nó đi theo tâm á. Nếu mà nó phiền não mà nó đi theo cái tâm nào mà vô trợ thì đó là năng động, mà phiền não nào nó đi theo cái tâm hữu trợ sasankharita thì nó là thụ động. Chỉ vậy thôi thưa quý vị. Sở dĩ mà chúng tôi nói hơi nhiều là vì cái môn học của chúng ta là cái môn học thắng pháp A Tỳ Đàm, ví dụ pháp Abhidhamma. Mà cái môn học này không có cho phép chúng ta nói một cách hời hợt, nói một cách là chung chung. Bất cứ một cái sự kiện gì, một câu hỏi nào đưa lên thì cũng phải phân tích cho kỹ lưỡng để khi mà chúng ta học thì chúng ta mới nắm bắt được một cái tinh túy, các cái khía cạnh rạch rồi. Cho nên chúng tôi
làm mất thời gian của quý vị một chút. Bây giờ xin kính thỉnh thượng tọa cho đẳng trở lại đúc kết bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nha. Sa thú kính thỉnh thượng tọa Thầy Siêu. Hôm nay học thượng tọa Thầy Siêu được một cái chuyện rất là hay thưa quý vị, là nếu mà mình đi ngủ sớm một vài trước một vài phút thì cũng mang tiếng là đi ngủ sớm rồi thì mình ráng thức để hết lớp học rồi. Nó cũng không chết ai mà được đỡ mang tiếng. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta trở lại chắc bây giờ cũng hết giờ rồi, thỉnh thoảng thì sẽ đi nghỉ sớm. Thưa quý vị, từng kỳ trong bài học tới chúng ta học về tâm đại thiện, hay là chúng ta gọi là tâm tâm thiện dục giới, hay là tâm tâm thiện đa nhiệm, là một thứ tâm rất là có thể nói rằng đó là một trong những đề tài mà chúng ta mất rất nhiều thời giờ, mất rất nhiều thời giờ khi chúng ta học vào phần tâm. Chúng tôi chỉ muốn nhắc quý Phật tử một điều, đó là như từ đầu Đại Siêu có nói, đó là mình học thánh pháp nó khác với học các môn khác, là các môn khác chúng ta có thể không có đòi hỏi cái sự chia sẻ đầu sâu lắm, nhưng mà môn này thì nó hơi mất thì giờ, hơi cặn kẽ một chút. Cái việc mà đầu sâu cặn kẽ nó giúp cho chúng ta nhiều lắm. Thì bước ban đầu nếu chúng ta học cách nghiêm túc thì về lâu về dài nó sẽ lợi cho chúng ta rất là nhiều việc. Do vậy chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ kiên nhẫn và kiên nhẫn. Chúng tôi biết rằng nếu quý vị học ở trong những giáo trình khác thì tương đối là 12 tâm bất thiện thì chúng ta học một buổi thôi, nhưng mà ở đây chúng ta mất tới 3 buổi học. Và chẳng những về trước đó chúng ta có học về tâm bất thiện thì tâm dục giới thì mất rất nhiều thời giờ, nhưng mà chúng tôi mong rằng quý vị thấy được cái cố gắng của chư tăng là làm sao để quý Phật tử học chậm và có thể theo được lớp học này. Chúng tôi không có muốn là thời gian về dài là quý vị cảm thấy rằng sao càng nói được càng có nhiều từ ngữ khó nhớ khó hiểu thì đi một lúc chúng ta không chịu nổi được. Do vậy rất mong là quý vị sẽ có nhiều cái kiên nhẫn trong cái môn học thắng pháp Abhidhamma này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng đến liền này. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng tự tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn tất cả quý vị cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Sa bê lô ca
Yeah.